chiến trường Bình Định là cái chiến trường đối đầu với quân Viễn Chinh với một cái lực lượng lớn. Theo như tài liệu của sư đoàn 3 chúng tôi được biết là trong 10 năm chiến đấu ở đất Bình Định là khoảng gần 2 vạn liệt sĩ. Tìm thấy thì chưa đạt được tỷ lệ bao nhiêu đâu. Đêm ngày 26 tháng 12 năm 1966 diễn ra một trận đánh rất ác liệt ở đồi Xuân Sơn. Mà trận đó là của Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng. Nó chớp nhoáng, nó rất nhanh. Thắng lợi mà cái tổn thất của chúng ta cũng không phải là nhỏ. Do đêm tối cho nên cái công tác tử sĩ ta không thể làm được. Anh nằm lại nơi đâu, giữa rừng già hoang vắng, trên ngọn đồi cát trắng. Năm 16 năm sau trận đánh tại đồi Xuân Sơn, phần mộ của hơn 80 liệt sĩ thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng vẫn là một câu hỏi lớn với những người còn sống. Không biết bao nhiêu cuộc tìm kiếm của gia đình các thân nhân liệt sĩ cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã diễn ra, nhưng tất cả chìm trong vô vọng. Đi tìm không biết đâu, đi tìm nghe đâu đi đó. Tôi mà tôi cũng đích thân tôi đi, không chi máy chéo nó cũng đi, nó có xe nó đi, tôi đi mướn xe tôi cũng đi. Hàng năm với 2 năm 3 năm thì gia đình đi tìm một lần. Là qua không tìm bên rừng nhưng mà vô các nghĩa trang liệt sĩ các xã là mình tìm thứ người ta đưa về đó không. Nhưng mà không thấy kết quả. Cựu chiến binh Đặng Hà Thụy đã dành ra nhiều năm trời để nghiên cứu các mảnh dữ kiện về liệt sĩ tại đồi Xuân Sơn. Nhờ sự kết nối của những người bạn Việt Nam lẫn nước ngoài, ông Thụy liên hệ được với các cựu binh Mỹ trực tiếp tham chiến ở đồi Xuân Sơn tháng 12 năm 1966. Hàng trăm bức thư, tin nhắn, trao đổi đã mang về những thông tin vô cùng quý giá. Thì Đại úy Bóp là một lính trong trận đánh này lúc đó cũng 18-20 thôi. Sau Tết âm lịch là ông gửi cho ba trang tường thuật ý kiến của năm lính Mỹ mô tả cái việc làm của mỗi người ở trận địa Xuân Sơn này. Tôi như là tôi được vàng quý lắm. Từ cái thông tin của cựu chiến binh Đặng Hà Thụy thì ngay từ đầu tháng 3 năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức đi khảo sát, tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ ở khu vực đồi Xuân Sơn. Cái khu vực đồi Xuân Sơn nó tương đối rộng, địa hình địa vật thì nó có thay đổi. Tuy nhiên rằng bám vào cái bản đồ phía bên kia cung cấp thì chúng tôi đã khoanh vùng và xác định cái vị trí nó tương đối chính xác. Quả thật là cuối ngày tìm kiếm thứ hai thì các cái di vật và mẫu sinh phẩm đầu tiên đã được tìm thấy. Do nằm dưới đất quá lâu nên lực lượng quy tập mới chỉ xác định được danh sách khoảng 60 liệt sĩ tại đồi Xuân Sơn hy sinh vào cuối tháng 12 năm 1966. Trong đó có 51 liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng và quân dân địa phương. Một lễ truy điệu trang trọng đã diễn ra trong ngày đón các anh trở về. Tôi mừng lắm, tôi mừng không có ngủ được mà. Cái dây rứt của tôi là nó được tháo gỡ. Tôi đi làm là tự nguyện chứ không có ai bắt chúng tôi đi mà cũng không có một cái động cơ nào. Chỉ có cái động cơ duy nhất là vì đồng đội và vì thân nhân liệt sĩ. Khi các anh hy sinh thì được các người lính phía bên kia kéo về để thành một hàng dài, dùng máy ủi, chôn lấp, xót xa, thương. Dù rằng với số lượng chỉ hơn 60 anh em đồng đội của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng thấy bớt day dứt và cảm thấy cũng thanh thản trong lòng. Mừng chứ, mừng mà nước mắt rưng rưng, thấy nấu đi quần áo nó lìa anh mình dễ tạo, khổ cực mà không sống ngày này. Hơn 60 liệt sĩ đã được trở về dù chưa đủ danh tính, nhưng nó cho thấy nỗ lực không mệt mỏi của những người đang sống. Những người đang hành động để tìm kiếm các liệt sĩ vẫn còn nằm lại trên đồi Xuân Sơn.